Chào các bạn, hôm nay ta sẽ xây dựng cái công thức A cộng B cộng C bình phương, tức là khái triển ra như thế nào bằng pháp hình học. Ở đây ta xét với A, B, C trước. Còn A, B, C là bất kỳ thì công thức tương tự. Thì đầu tiên là trong một cái hình vuông có cạnh là A cộng B cộng C. Cạnh là A cộng B cộng C. Thì cạnh này cũng như vậy. A cộng B cộng C. Ok. Ta phân tích ra cạnh là A, cạnh này là B, cạnh này là C. Tức là cạnh này cũng là A, cạnh này là B, cạnh này là C. Đấy, bây giờ ta sẽ tính tổng. Khi đó diện tích hình vuông lớn sẽ bằng A cộng B cộng C bình phương. Bây giờ sẽ phân tích ra theo những cái hình vuông nhỏ và hình chữ nhật nhỏ này. Đây A nhân A đấy. Trên cái mảnh này là diện tích A bình phương. Đây cạnh A, cạnh B thì mảnh này diện tích là AB. Rồi. Mảnh này diện tích là AB. Đấy. Còn mảnh này diện tích là AC. Đấy. Mảnh này A, đây C, đây AC. Đấy. Mảnh này DB, đây C thì diện tích cái mảnh này là cái hình chữ nhật là BC. Đây là C, đây C thì đây là C bình phương. Ok. Rồi đây cũng tương tự như vậy. Đây là mảnh B, đây B, đây B bình phương. Đó, đây B, B, C. Đấy. Thì nó sẽ bằng tổng diện tích các cái mảnh này cộng lại. Đây là đầu tiên cộng cái mảnh này dọc này thì nó sẽ bằng là A bình cộng B bình cộng C bình cộng với này AB xuất hiện 2 lần là 2AB cộng với AC xuất hiện 2 lần, BC xuất hiện là 2BC cộng với CA AC xuất hiện 2 lần, 2AC. Đây là cái công thức cần tìm các bạn nhé. Hy vọng rằng qua cái bài toán này giúp các bạn có cái mối quan hệ nhìn nhận giữa đại số và hình học. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp thứ nhất.